chào bà con, thì bà con vui lòng đăng ký kênh. Thì với clip này mình sẽ quay cho bà con xem về cái kỹ thuật bón lót phân chuồng, phân vi sinh cho cây bơ ghép trong giai đoạn mà đang ra hoa. Thì với clip này mình bón lót là một cây bơ thì gồm có 3 bao phân. Thì những cái cây này trong giai đoạn mà đang nuôi trái thì mình thúc phân vào để cho nó kích thích, nó có dinh dưỡng để nuôi trái to và khỏe và nuôi dinh dưỡng cho cây. Thì vào giai đoạn này cây nó rất cần dinh dưỡng, thì nếu chúng ta không cung cấp dinh dưỡng thì cây nó sẽ yếu và trái sẽ không được mập mạp và khỏe. Thì với clip này mình quay cho bà con nông dân xem về quy trình mình bón lót cho cái cây bơ ghép. Cây bơ này thì được 3 năm tuổi rồi, thì năm nào trái nó cũng rất là sai và đậu. Hiện tại thì cái nhu cầu bà con trồng bơ ghép, bơ bút, bơ 034 thì rất là cao, thì nó mang lại lợi nhuận rất là nhiều cho bà con. Nên cái quy trình trồng bơ thì nó cũng rất là đơn giản. Đối với bơ ghép thì chúng ta chăm sóc nó rất là ít, khả năng lột trái của nó thì hầu như là 80%, không có rộng bao nhiêu. Còn với bơ bút thì khả năng lột trái của nó chỉ là 50-50, nó rất là phụ thuộc vào thời tiết và khí hậu. Nên một lần nữa mình khuyên bà con là trồng xen nhiều loại bơ. Bơ ghép thì nó trái rất là nhiều, năng suất là cao, thơm vàng, hạt vàng ngon. Thì con cứ có thể trồng bơ ghép và xem bút của 034 thì tùy vào nhu cầu bà con. Thì với clip này mình quay cho bà con xem về cái cây bơ ghép. Thì qua là clip này bà con vui lòng đăng ký kênh để theo dõi tất cả clip tiếp theo về cái nông nghiệp ở Việt Nam và ở Tây Nguyên và những cái trồng của nông dân của chúng ta.